Xin chào anh Giang Nga ở xóm 6, thôn Trung Lao, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định ha. Anh có đặt hương C25 màu gold và dây clip 3 màu đây. Hương đã cắm sẵn cho anh và Hương sẽ test cho anh một đoạn nha. Dây 3 màu nó rất là dài. Trước khi anh xài dây 3 màu là cái dây clip của theo bộ là bên phải là trở thành là dây lấy nhạc nha anh nha. Bên trái mình gắm gắt chia tai nghe và mình chia cái tai nghe ra dây clip đây. Đầu màu hồng nhớ gom vào dây chia tai nghe nè. Đầu còn lại tai nghe nè. Đầu xanh này không xài nha anh nha. Không xài, cuộc lại làm dấu cho anh đây. Đầu đen này mình gom vào máy trực tiếp hoặc là thu âm. Bây giờ Khương gom vào cho anh xem nha. Có nhạc là ok nha. Dây này rất là dài. Rồi anh nghe có nhạc, có tiếng hát là ok, tiếng nói là ok. Bây giờ Khương test một đoạn cho anh ha. Cho anh Giang nghe ở Trực Ninh, Nam Định ha. Mã bill của anh là 607491975. Đây, thu hộ 580 có nghĩa là bộ C25 450, dây clip 3 màu 100.000 và 30.000 phí, tổng 580. Và Cường hát thử một đoạn nha. Ca khúc Nhìn đời mà sống. Về nhớ hát cái chế độ số 2 nhanh nha, vang sâu hơn. Chế độ nó có chữ patty. Người đứng nghỉ tối vui, nào nhà cao cửa rộng, tôi lắm bạn nhiều tiền. Kẻ đón người đưa đắm say men tình, đêm đêm tôi nhốt mình vào chén đắng. Người đứng nghỉ tôi ngoan, tôi cúi đầu vâng dạ, vì lẽ sống ở đời chịu bao đắng cay, nuốt bao tôi hờn. Ôi thế gian bao người, có bao người yêu được lòng. Đêm trắng đêm nước mắt đắng lòng, chào răng khóe mi, hỏi thế gian mấy ai được gì, mấy ai được gì, rồi một ngày nhắm mắt ra đi. Khương test một đoạn cho anh như vậy là được rồi ha. Cảm ơn khách Giang Nghe ở xóm 6, thôn Trung Lao, Trung Đông, huyện Trực Ninh, Nam Định. Cảm ơn rất nhiều đã ủng hộ C25 màu vàng gold. Cảm ơn rất nhiều.